tài xế có liên quan đến tai nạn sẽ bị tạm giữ giấy tờ trên VNID từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Theo quy định mới, tại thông tư 72/2024 của Bộ Công an quy định về quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông nêu rõ, với trường hợp các giấy tờ có liên quan đến người và phương tiện giao thông đã được tích hợp trong căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng định danh quốc gia khi tạm giữ giấy tờ, cảnh sát giao thông thực hiện việc tạm giữ giấy tờ trên không gian điện tử VNID. Bên cạnh đó, cán bộ cảnh sát giao thông sẽ cập nhật thông tin về việc tạm giữ giấy tờ của tài xế có liên quan trên hệ thống cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính và đồng bộ với ứng dụng VNID, cơ sở dữ liệu do Bộ Công an quản lý để người vi phạm, chủ phương tiện biết, chấp hành các quy định của pháp luật. Các loại biên bản, quyết định của người có thẩm quyền trong việc tạm giữ, trả lại giấy tờ được thực hiện theo quy định và có thể được lập, gửi bằng phương thức điện tử trên VNID hoặc ứng dụng, hệ thống thông tin điện tử khác khi đủ điều kiện kỹ thuật thực hiện. Đồng nghĩa, khi hết hạn tạm giữ, tài xế cũng không cần trực tiếp tới trụ sở công an lấy giấy tờ mà dữ liệu trên VNID sẽ tự động cập nhật.